Xin chào những khán giả của chương trình Nông Dân Mới. Ngay bên cạnh tôi đây là một mô hình thùng nuôi ong thông minh. Một điểm đặc biệt đó là chất lượng mật ong cho ra từ mô hình thùng nuôi ong thông minh này sẽ không bị lẫn những tạp chất và có một giá bán cao hơn rất nhiều lần so với mật ong được nuôi theo quy trình thông thường. Đây là một sáng kiến của một chàng thanh niên sinh ra tại mảnh đất huyện Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật, nhận thấy rằng những sản phẩm mật ong thường xuyên phải xuất bán dưới dạng thô, chất lượng không bảo đảm, thường xuyên bị ép giá, thì anh đã quyết định làm một bước ngoặt thay đổi trong cuộc đời mình. Đó là nghiên cứu ra mô hình thùng nuôi ong thông minh như thế này. Và nhờ những mô hình thùng nuôi ong thông minh này mà giá trị kinh tế từ mô hình khởi nghiệp của anh đã được nâng lên đáng kể. Và ước mơ của anh đó là đưa những mô hình này phát triển rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng nuôi ong của những người nông dân tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, hành trình và ước mơ này liệu có dễ dàng đi tới thành công hay không? Thì hãy cùng xem hành trình khởi nghiệp của Nông Dân Mới ngày hôm nay. Đắk Lắk sở hữu 600.000 hecta rừng tự nhiên với nhiều loại cây công nghiệp cùng bạt ngàn hoa rừng, cà phê, cao su. Tiềm năng ấy đã giúp nghề nuôi ong lấy mật trở thành một trong những nghề truyền thống của người dân địa phương với hơn 220.000 đàn ong mật di chuyển theo các mùa hoa. Nguyễn Thanh Phong sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, sau nhiều năm vất vả mưu sinh, anh quyết định trở về quê hương tại huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk và gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật. Không có điều kiện học lên cao, không có điều kiện về nguồn vốn, nghề nuôi ong với Nguyễn Thanh Phong thời điểm đó như một lựa chọn tất yếu. Thì gia đình nó khó khăn, thì tôi phải đi làm sớm. Thì tôi cảm thấy mình đi làm tích góp được cái số tiền đủ để mình khởi nghiệp về ngành ong. Thì như tôi được thấy thì trên cái mảnh đất của Tây Nguyên mình nó phù hợp với lại cái ngành nuôi ong. Có nhiều cái vùng hoa cà phê, hết hoa cà phê nó sẽ có những cái vùng hoa cao su. Nó cũng gần với lại tỉnh Gia Lai, Bình Phước rồi. Các vùng nó không có di chuyển khá là xa như đi ra những vùng ngoài Bắc. Năm 2013, Nguyễn Thanh Phong đã khởi nghiệp nuôi ong với 50 đàn, số vốn 50 triệu đồng. Là người chịu khó, Phong từng theo đàn ong ra Bắc vào Nam để tìm những vùng hoa chất lượng, tìm hiểu kinh nghiệm từ những người nuôi ong lâu năm. Số lượng đàn ong thuận lợi tăng lên từ 300 rồi tới 400 đàn. Thế nhưng đến năm 2020, một sự cố đã khiến Phong nhìn lại con đường mà mình lựa chọn. Làm có lợi nhuận với tôi cảm thấy nó lợi nhuận cao nên tôi có về vay mượn thêm. Tôi làm nhiều cho nên không may tôi đi làm trong quá trình làm thì tôi di chuyển đàn ong đi. Nó không được gặp may mắn, nó đi đến những cái nơi người ta xịt thuốc rồi nhiều, nó bị chết đàn ong. Trước đó tôi qua kiểm tra thì nhìn thấy trại ong là nó rối mù hết. Ong nó về nó cứ dậy trước cửa và lúc đó tôi đầu óc như quay cuồng không biết làm cách nào. Thì nửa thì muốn chuyển đi, nửa thì cứ nghĩ là để rồi nó lại bình thường rồi mình xử lý. Nhưng mà cái thuốc nó mặn cảm nhanh quá nên tôi không kịp trở tay. Vậy là những đàn ong trở về nhưng không còn mang theo mật ngọt, sự thiếu hiểu biết về mặt kỹ thuật và những rủi ro đã khiến cho hơn 300 đàn ong của Nguyễn Thanh Phong đều lần lượt bị chết. Lúc này thì nguồn vốn cũng đã cạn kiệt. Liệu sẽ dừng lại hay tiếp tục ước mơ muốn thay đổi chất lượng mật ong của Việt Nam? Đứng trước ngưỡng cửa này thì một bước ngoặt đã đến với Nguyễn Thanh Phong khi anh quyết định sẽ tìm hiểu những mô hình thùng nuôi ong thông minh. Và con đường khởi nghiệp tiếp theo của Nguyễn Thanh Phong đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp trong chương trình Nông Dân Mới. Năm 2020, đàn ong trong trại của Nguyễn Thanh Phong di chuyển vào vùng hoa bị phun thuốc bảo vệ thực vật.
350 đàn ong đều lần lượt bị chết, chỉ cứu được 100 đàn. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ số tiền tích góp trong 5 năm khởi nghiệp trở thành con số âm khi những khoản tiền vay mượn còn chưa trang trải hết. Lúc này, Phong quyết định rời toàn bộ đàn ong về Đắk Lắk, tìm hiểu kỹ càng vùng trồng hoa để bảo đảm an toàn cho đàn ong và chất lượng mật. Mới bị thì đầu óc rất là hoang mang, chắc có nghĩa là mình nghĩ là mình bán đi để mình làm công việc khác. Chứ bây giờ nếu mà tiếp tục theo thì rất là khó. Rồi có những anh em đồng nghiệp họ đến động viên và chia sẻ. Rồi họ có những người họ có thể giúp đỡ mình khôi phục lại cái đàn ong. Rồi có những anh em thì họ cho mình vay tiền rồi làm lại từ từ. Lúc đó thì mình chỉ biết làm thôi. Với lại mình nghĩ thì cái chỗ nào, những chỗ nào mình đi qua nó vấp ngã thì mình không đến nữa. Sau khi khôi phục lại đàn ong và phát triển lên hơn 600 đàn, Phong đã nắm vững các kỹ thuật và thị trường dần đi vào ổn định. Thế nhưng cũng vào lúc này, Nguyễn Thanh Phong nhận ra nghề nuôi ong của Đắk Lắk tuy nhiều tiềm năng, nhưng giá trị thu về cho người nuôi ong chưa tương xứng, thống thường bị lẫn phấn hoa, khiến chất lượng giảm sút, giá thành bấp bênh. Khi mà bên những cái nước khác người ta khai thác mặt nó và họ nuôi, họ sẽ chỉ khai thác nó khác hơn 1 tỷ thôi. Nó chỉ khi mà khai thác họ có máy, họ đưa vào họ đo đủ chất lượng họ mới khai thác. Còn Việt Nam mình là chỉ cần thấy có mặt thôi là đã khai thác. Còn đâu về là công ty họ sẽ hạ thị phần. Nhưng mà nước ngoài họ không chấp nhận được cái việc mà hạ thị phần. Khi mà hạ thị phần được là cái con enzyme ở trong mật ong nó sẽ bị chết đi, không còn cái tác dụng nữa. Nên nước ngoài họ không có mua mật ong của Việt Nam về để bán cho người tiêu dùng. Khi chỉ mua những cái mật ong giá rẻ về để làm chế biến bánh kẹo. Sản phẩm mật ong làm theo phương thức truyền thống thường bị lẫn phấn hoa và nhộng ong. Nhược điểm này khiến cho chất lượng mật bị ảnh hưởng, khó bảo quản. Sản phẩm làm ra chỉ phục vụ được những khách hàng ở phân khúc trung bình và khó có thể xuất khẩu. Điều này cũng khiến cho thu nhập từ nghề nuôi ong và giá mật ong bị bấp bênh. Với thời điểm hiện tại để mà mình chuyển đổi qua cái này á, thì trong cái thị trường mật ong mình vẫn là đang làm rất tốt, nhưng mà mình thấy cái mặt hàng của mật ong giá nó đại trà, nó tràn lan trên thị trường bán rất là rẻ, nó phá giá. Rồi mình mới suy nghĩ nếu mà mình vẫn cứ chạy theo người ta mà cạnh tranh về cái giá thì không biết sau này cái ngành mật ong nó sẽ đi về đâu, cho nên mình không có cạnh tranh với người ta về giá nữa. Nếu mà tranh về giá thì càng ngày những người nuôi ong sẽ đi xuống, cho nên là mình quyết định là mình tìm những cái mới, nó phù hợp để mình nâng cái giá trị sản phẩm mình lên. Thay vì cạnh tranh bằng giá thành thì sẽ cạnh tranh bằng chất lượng. Suy nghĩ này đã thôi thúc Nguyễn Thanh Phong thay đổi cách thức nuôi ong của mình. Ong là loài vật chỉ ăn thức ăn sạch, do vậy chất lượng mật làm ra không phải là vấn đề quan ngại. Tuy nhiên, làm sao để thu hoạch được mật tinh khiết lại là vấn đề cần giải quyết. Thùng ong sẽ là yếu tố có thể thay đổi điều này. Nuôi ong truyền thống á, thì khi mà mình nuôi á, là cái lượng đàn nó rất là nhiều. Khi mà mình khai thác á, là người ta phải khai thác rất là nhanh để cho cái đàn ong nó không có bu vào cầu á. Là khi mà mình khai thác là ong nó sẽ dập bị chết, là khi quay mặt nó bắn nhộng vào trong cái mật ong, cho nên là mật ong nó sẽ không đảm bảo chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm và nó sẽ gây hại cho đàn ong. Còn đối với thùng kế thì mình chỉ khai thác khi mà thợ nuôi ong nó sẽ dụ con ong ra, sẽ ở trong thùng nó sẽ bám xuống cái tầng dưới. Khi mình khai thác mặt là nó không có ảnh hưởng gì tới con ong. Đây là những thùng kế và thùng nuôi ong thông minh, một sáng kiến mà Nguyễn Thanh Phong đã đưa vào mô hình của mình. Thùng kế là loại thùng ong được thiết kế 2 tầng, tầng dưới dùng để nuôi ong mật, ong chúa, tầng trên chỉ để chuyên trữ mật, giữa 2 tầng có lớp chắn như thế này. Với kích thước lỗ trên tấm lưới, chỉ có ong thợ mới có thể bay lên làm mật. Còn ong chúa, kích thước lớn hơn sẽ không lên tầng trên và sinh sản được. Nhờ vậy, khi thu hoạch, mật ong sẽ không bị lẫn lộn với nhộng và phấn hoa. Mẫu thùng kế này đã được nhiều nước tiên tiến áp dụng. Tuy nhiên, để mang về Việt Nam vẫn cần những sự cải tiến để phù hợp với quy mô và đặc điểm của đàn ong nội.
Thùng mình mua ở bên ngoài về thì cái thứ nhất là người ta làm bằng gỗ công nghiệp. Là ban đầu thì nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà khi mà để ra sử dụng mưa nắng thì nó tuổi thọ nó rất là thấp, cho nên là nó bị mốc, bị vên mo. Còn một khi cái gỗ tự nhiên á, mà mình làm nó khô, mình uống nó thẳng rồi, khi mà có gặp mưa nắng nữa, mình chỉ cần phủ một lớp sơn lên nữa thì nó rất là... Về mình làm chi tiết nó kỹ hơn, thí dụ như là cái độ xê dịch của con ong nó đẩy cái cầu á, mình để điều chỉnh cho cái độ dạng nở của nó phù hợp. Khi mà cái lúc mà mặt ong nó có cái bầu mặt nó cơi ra là con ong nó có chỗ thở. Còn khi mình di chuyển là cái bầu mặt nó không bị vỡ. Với số vốn ít ỏi, Nguyễn Thanh Phong đã tự mình mày mò từ cách đóng thùng từ chính loại gỗ muồng của địa phương, sau đó ứng dụng nuôi ong thí nghiệm trên quy mô nhỏ. Sau gần một năm thử nghiệm, tới năm 2023, Phong cùng nhóm bạn của mình đã chính thức đưa sản phẩm thùng kế nuôi ong để áp dụng vào các trại nuôi ong lớn. Cũng từ những thùng kế nuôi ong, nhóm khởi nghiệp của Phong đã nhận ra nhu cầu nuôi ong trong gia đình và phục vụ du lịch đang rất cao tại địa phương. Đó cũng là lúc mô hình thùng nuôi ong thông minh với thiết kế bắt mắt như thế này được ra đời. Trước tiên thì chúng tôi đã dựa theo cái chia sẻ của anh Phong là muốn làm một cái gì đó rất là mới cho cái ngành mật ong. Thì với ý tưởng mới đó là thùng ong thông minh thì chúng tôi đã thử nghiệm bằng cách là quay những cái video clip giới thiệu về thùng ong thông minh và trải nghiệm về thùng thông minh đó để đăng lên cái fanpage của Hubi. Thì vô tình là nhận được rất là nhiều sự hưởng ứng, mà đặc biệt là những khách hàng đến từ các homestay, farmstay, các khu du lịch sinh thái. Thì từ đó thì chúng tôi đã thu thập được cái data của khách hàng và biết được cái nhu cầu khách hàng muốn là gì. Thì từ đó chúng tôi mới có thể là phân tích được thị trường và phân khúc khách hàng của mình. Thùng nuôi ong thông minh có kết cấu giống với thùng kế nhưng được thiết kế với mẫu mã thân thiện, tích hợp thêm cầu ong thông minh giúp lấy mật ngay tại thùng mà không ảnh hưởng tới đàn ong. Hiện nay, thùng nuôi ong thông minh được các gia đình ứng dụng vào farmstay của mình, phục vụ nhu cầu nuôi ong lấy mật hoặc các khu du lịch phát triển hình thức trải nghiệm mang đậm bản sắc Tây Nguyên. Sự mới mẻ của mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều du khách và thậm chí là người dân địa phương. Bình thường á, thì em thấy là trên báo đài á, là họ chiếu là bịt kính để tiếp xúc với ong. Nhưng mà ở đây thì ong cũng thân thiện, cho nên là mình kiểu mình tiếp xúc rất là trực tiếp luôn. Mình sờ vô ong rồi các thứ thì nó rất là kiểu an toàn chứ không có hung dữ. Cái mô hình nuôi ong này thì cái thiết kế thùng thông minh thì nó có cái ưu điểm là cái thùng thiết kế đẹp, phù hợp với làm du lịch cũng như là quảng bá chất lượng sản phẩm. Và khách nhiều khi cũng suy nghĩ là đàn ong thì là nguy hiểm, nhưng mà khi được xuống trải nghiệm thì cũng là rất là gần gũi, nhiều khách cũng rất là thích. Hiện Nguyễn Thanh Phong cùng các cộng sự đang dần chuyển đổi trại nuôi ong quy mô 600 đàn của mình sang mô hình thùng nuôi kế và thùng nuôi thông minh. Sáng kiến này giúp tận dụng nguồn gỗ muồng tự nhiên của địa phương làm nguyên liệu thiết kế thùng, giúp nâng cao chất lượng mật ong. Tuy nhiên, với 6 tháng đi vào hoạt động, đó vẫn còn là một sự thay đổi nhỏ so với số lượng hàng nghìn hộ nuôi ong trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Muốn tạo dựng một cộng đồng nuôi ong chất lượng, gây dựng thương hiệu cho mật ong quê hương, đó là ước mơ xa hơn của chàng thanh niên Nguyễn Thanh Phong và những người đồng hành. Chúng tôi muốn là cái người đi đầu cho cái ngành ong Việt Nam để thay đổi. Nuôi ong thì khi mà mình thay đổi được cái mô hình đó thì cái chất lượng nó sẽ tăng lên. Khi đó người nuôi ong sẽ có cái nguồn thu nhập tốt hơn.